Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, La Liga giữa Barcelona với La Vang vào lúc 21 giờ 15 ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trận hòa 0-0 vừa rồi với Cadiz đã là lần thứ 3 Barcelona phải chia điểm tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cơ hội để gã khổng lồ xứ Catalonia chấm dứt chuỗi trận hòa đã tới, khi vòng 7 La Liga, họ chỉ phải tiếp đón Levante trên sân nhà Nou Camp. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá mới nhất cho thấy, Barcelona đang không có được phong độ tốt trong khoảng thời gian gần đây. Xét trong 5 trận đấu gần nhất của Barcelona, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ có được duy nhất một chiến thắng, nhưng lại có đến 3 lần phải chia điểm và một thất bại. Những lần được thi đấu trên sân nhà gần nhất của Barcelona đang cho thấy thành tích không thật sự ổn định. Dù rằng đã có được 3 chiến thắng liên tiếp, nhưng trong 2 trận gần đây nhất được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc, thành tích của các cầu thủ Barcelona chỉ là một thất bại và một trận hòa. Phía bên kia chiến tuyến, Levante thậm chí còn đang cho thấy phong độ phần nào còn tệ hại hơn rất nhiều, khi trong 5 lần gần nhất ra quân tại La Liga, họ đã không thể có được chiến thắng nào. Thay vào đó là 2 thất bại và 3 lần phải chia điểm. Chuyến làm khách tới đây đến sân Nou Camp sẽ đầy thử thách đối với đoàn quân của ông Paco Lopez. Đến với trận đấu tới đây, Barcelona sẽ không có được sự phục vụ của nhiều nhân tố quan trọng trên hàng công, trong đó có thể kể đến Agüero và Pedri, cũng như Dembélé và Braithwaite. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, Barcelona vẫn là những người có được lợi thế rất lớn trong kèo đấu tới đây. Nhận định Barcelona với Levante. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á chọn cửa trên Barcelona. Trận gần nhất, Barcelona chấp Cadiz 1 bàn thua kèo. Trận gần nhất, Levante đồng banh Celta Vigo thua kèo. Theo thống kê kèo bóng đá, Barcelona đang không cho thấy mình là cửa đặt tin cậy trong thời gian gần đây. Minh chứng là, trong 20 trận mở kèo gần nhất, gã khổng lồ xứ Catalan chỉ giúp cho người chơi đặt cược vào họ có được 40% tỷ lệ chiến thắng. Tuy nhiên, con số này khi đặt cược cho đội khách Levante chỉ là 26%. Chính vì vậy, các chuyên gia soi kèo cho rằng đặt cược cho Barcelona trong kèo đấu tới đây vẫn là an toàn hơn rất nhiều. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn xỉu. Thống kê kèo tài xỉu của đội ngũ chuyên gia nhận định bóng đá cho thấy, trong những trận đấu gần đây của cả hai đội, xỉu đang có tỷ lệ thắng kèo cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu, có 4 trong 5 trận đấu gần nhất của Barcelona đã về xỉu. Thêm vào đó, có 4 trong 5 trận gần nhất của Levante cũng đã về xỉu. Do đó, nhiều khả năng xỉu sẽ thắng kèo trong trận đấu này. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Barcelona thắng. Từ năm 2004, Barcelona và Levante đã có tổng cộng 32 lần chạm trán nhau, tính trên mọi đấu trường. Những con số thống kê đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Camp Nou, khi họ đã có tới 23 lần chiến thắng, trong khi con số này bên phía đội khách Levante chỉ là 4 lần. Ngoài ra, đã có 5 lần cả hai đội bóng ra về với tỷ số bất phân thắng bại. Đến với kèo đấu tới đây, Barcelona vẫn là những người được giới chuyên gia đánh giá cao hơn rất nhiều. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Barcelona thắng 2-0 trong 90 phút thi đấu.